quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Phi Nhung đón sinh nhật bất ngờ tại sân bay. Fan hâm mộ mang hoa và bánh kem mừng sinh nhật Phi Nhung ngay khi nữ ca sĩ trở về thành phố Hồ Chí Minh sáng nay. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn ở các tỉnh kéo dài nhiều ngày, sáng ngày 10 tháng 4, Phi Nhung đã trở về thành phố Hồ Chí Minh trong vòng vây của đông đảo người hâm mộ. Ngay từ sớm, nhiều bạn trẻ đã tụ tập giăng băng rôn, đem hoa và bánh chờ đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất để tạo sự bất ngờ cho chị hai trong ngày sinh nhật. Ngay khi bước ra sảnh và nhìn thấy fan xếp hàng dài đợi mình, Phi Nhung đã vô cùng bất ngờ và xúc động. Nữ ca sĩ nán lại sân bay khá lâu để tranh thủ chụp hình, thổi nến ở tuổi 42 cùng người hâm mộ. Vừa đặt chân xuống thành phố Hồ Chí Minh, Phi Nhung mỉm cười rất tươi khi thấy fan đợi mình ở bên ngoài. Phi Nhung khoe ảnh nhí nhảnh bên con gái cứ ngỡ là hai chị em. Wendy Phạm có nhiều nét giống Phi Nhung. Từ bé, cô phải sớm học cách tự lập để chăm lo cho bản thân khi mẹ bận rộn với lịch trình diễn dày đặc. Hai mẹ con Phi Nhung đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau khi gặp nhau tại Mỹ. Sau hơn 20 năm giấu kín, đầu năm 2017, Phi Nhung khiến mọi người bất ngờ tiết lộ cô có con gái ruột tại Mỹ tên Wendy Phạm. Phi Nhung cho biết từ lâu chị giữ kín bí mật vì con và mong muốn con được sống bình yên, không bị ai chú ý. Hiện tại con gái trưởng thành, học hành thành đạt, Phi Nhung muốn khoe cô bé với mọi người. Wendy Phạm có nhiều nét giống mẹ. Từ bé cô phải sớm học cách tự lập để chăm lo cho bản thân khi mẹ bận rộn với lịch trình diễn dày đặc ở giữa Việt Nam và hải ngoại. Mới đây hai mẹ con vừa chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau tại Mỹ. Con gái Phi Nhung đang sinh sống ở bang California, Mỹ. Được biết con gái của Phi Nhung vừa đậu thủ khoa ở Mỹ, chuyên ngành y tá. Sắp tới con gái sẽ theo học tiếp thạc sĩ. Với Phi Nhung, những năm qua cô đã âm thầm chịu đựng nỗi khổ khi nuôi con một mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.